Xin chào khán giả của ship.vn. Video này mời các bạn cùng chúng tôi mở hộp một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Zenhand. Còn đây là các kênh thông tin lại của ship. Đây là một chiếc đồng hồ của một vị khách tại tỉnh Bắc Ninh đã nhờ ship mua hộp. Hiện hàng này được chúng tôi mua từ Yumashop, còn nằm ở quận Brooklyn, thành phố New York. Được ship tới kho của ship nằm ở thành phố Round Rule, thuộc tiểu bang California. Đây là cái số check-in, cái check-in nội địa Mỹ. Được ship bằng hãng vận chuyển là USPS, được còn được gọi là bưu điện Mỹ. Hiện hàng được ship vào ngày 2 tháng 12 năm 2020. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2021, là nó mất khoảng 1 tháng 4 ngày. Đó, cái thời điểm đặt hàng này nó rơi vào cuối năm, thường thường cuối năm hàng về rất là nhiều nên thời gian thông quan nó sẽ bị chậm hơn bình thường. Đó. Vì vậy kiện hàng này nó về chậm hơn bình thường một chút. Còn thông ngày thường thì nó chỉ từ khoảng 2 đến 4 tuần thôi, còn vào cuối năm thì nó sẽ chậm hơn. Đó. Đây là cái mã sản phẩm nè, chữ JUN04148-7744. Bây giờ chúng tôi sẽ kiện hàng được cắt siêu một lần, đã được kiểm tra một lần tại tiểu bang California. Về Việt Nam thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Đây. Trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi có quay lại cái video này luôn để cho các bạn nào đang quan tâm đến thương hiệu Zenhand có thể xem trải nghiệm, xem thử cái độ hoàn thiện của thương hiệu này, với lại cái chiết lý thiết kế nữa. Chiếc đồng hồ này được mua lúc mà nó có giá là 397 đô, deal của nhà cung cấp là Yumashop. Bên trong nó là một cái bút màu trắng, đây là tên thương hiệu Zenhand, logo của nó là có chữ Z và một cái ngôi sao. Những thương hiệu đến từ Đức hầu như là người ta rất thích những cái ngôi sao, ví dụ như là Mercedes-Benz cũng là một ngôi sao ba cánh nè, hoặc là thương hiệu Montblanc cũng là một cái ngôi sao sáu cánh. Còn trong thương hiệu này chúng ta thấy nó tới ngôi sao nó tới 8 cánh rồi. Đây. Bên đây là cái phần giấy dầu, giấy dầu để nó chống va đập. Ở bên ngoài nó có là một cái chiếc bóc trắng, bên hông nó có một cái tem nữa nè, và là mã sản phẩm. Và giá niêm yết là 595 đô, phía trên là tên sản phẩm nè. Có tính năng Chronograph, đồng hồ máy pin, watt là pin, ray là cái mặt số màu xám, ray dial. Đây bây giờ chúng ta sẽ tháo này ra. Đây là bên trong nó là một cái chiếc bóc bằng chất liệu là giả da, là logo Zenhand. Là ngôi sao, đây là ngôi sao 8 cánh. Đó, đây là tên hiệu Zenhand, Germany Sin 1861. Đây là thương hiệu đến từ Đức, được thành lập vào năm 1861. Là hiện đến hôm nay là có tuổi đời hơn 150 năm rồi. Cái thương hiệu này được thành lập năm 1861, tuy nhiên đến năm 1866 họ mới sản xuất chiếc đồng hồ đầu tiên. Sau đó đến năm 1903 thương hiệu này đạt cái đỉnh cao, là lúc đó là có khoảng 3.000 nhân viên và sản xuất là hơn 3 triệu chiếc đồng hồ trên một năm. Còn thì thương hiệu này nó có một cái mối quan hệ rất là đặc biệt với một cái nhà thiết kế có nổi tiếng, có tên là Bill. Thì nhà thiết kế này theo một cái trường phái nghệ thuật, một trường phái thiết kế đó nổi tiếng có tên là Bauhaus. Đây là một trường phái thiết kế tối giản, nó gọi là less be more, tức là càng tối giản mà lại được nhiều á. Đây thì chúng ta sẽ cùng bật nắp lên. Ở phía trên là nó có một cái túi hút ẩm. Đây là hai cái quyển sổ giới thiệu về cái bộ máy watt và một cái quyển sổ giới thiệu về những cái chính sách của hãng sản xuất. Đây là cái khăn để vệ sinh đồng hồ, có logo luôn, logo và tên thương hiệu. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc đồng hồ có cái mặt số màu xám, tên tiếng Anh nó là Ray Dial. Đó. Có tính năng chronometer thì nó có 3 nấm bên hông nè, các bạn thấy nấm trên là nấm bắt đầu sự kiện, nấm dưới là nấm reset, là cái kim chronograph. Bên ngoài nó có một cái lớp siêu. Các bạn chờ tí để chúng tôi tháo nha. Cái lớp siêu này đeo bao tay rất là khó tháo nên chúng tôi bắt buộc phải tạm gỡ bao tay. Rồi xong rồi. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc đồng hồ này nó có hai cái sụp đeo, còn gọi là hai cái
cửa sổ nhỏ bên trong này. Một cái đây là cái sụp đều để theo dõi mức giây, nó có thang đo từ 0 đến 60 giây. Trên là cái sụp đều theo dõi mức phút là 0 đến 30 phút. Đó. Cái kim Chronograph của chúng ta là cái kim to này. Ở đây là lịch lịch ngay được đặt ở góc 3 giờ. Cột số thì nó kiểu số Arabic. Đó, từ 1 cho tới 12, riêng ở góc 12 giờ thì nó không có số. Ở bên cái tên thương hiệu đặt ở góc 9 giờ, logo này. Ở đây là cái tên của cái dòng này, Chronoscope. Made in Germany, được làm tại Đức. Đây, đó. Bên dưới nó còn có những cái vạch chia giây, cũng là vạch chia phút luôn. Nó được thiết kế dạng như là những cái ô vuông. Thông thường những hãng khác người ta sẽ thiết kế dạng là những cái vạch sơn màu trắng, những cái vạch mỏng. Đó. Thường thường những cái theo cái trường phái Bauhaus này, thường thường người ta sẽ làm những cái kim nó theo một cái trường phái hình vuông. Các bạn thấy để cái kim này, các bạn thấy nó không có vuốt nhọn như những thương hiệu khác, nó làm theo kiểu hình vuông, vuông vức luôn. Thường thường những thương hiệu khác người ta sẽ vuốt nhọn. Đó. Ở trên này có ba cái này là tới 5 kim. Kim giờ, kim phút, kim chronograph, đây là kim giây, đây là kim theo dõi mức 30 phút. Đó, để chúng tôi xem, bấm nút này nè, là kim chronograph nó bắt đầu nhảy, đó, cái kim to đó. Bấm là cái là dừng. Chúng ta bấm cái nữa là nó sẽ tiếp tục chạy. Chạy cái sự kiện thứ hai á, bấm cái nữa là dừng. Để chúng ta reset thì chúng ta bấm cái nút reset này về lại cái nút 0. Đó, nó chạy từ từ. Một số đồng hồ nó sẽ bấm cái là nó nhảy cái bật về luôn. Mẫu đồng hồ này nó chạy từ từ. Đó, nó mang lại cái độ trải nghiệm mượt mà hơn. Đó. Ở đây là những cái cọc số, những cái vị trí quan trọng nè, 5, 10, 15. Tại vì nếu mà để nhiều quá thì nó sẽ thành rối bắt, nên nó để những cái vị trí cách nhau 5 phút và 5 giây. Bên hông đây, trên nấm chỉnh là có ngôi sao 8 cánh chữ Z. Bên hông thì được đánh bóng. Bên hông ở đây cũng vậy. Dây là dây mesh. Tiếng Anh dây mesh Việt Nam này gọi là dây lưới. Đây khóa này. Khóa này thì chúng ta bật lên. Bật cái đây lên. Đó. Chúng ta muốn xài thì chúng ta sẽ móc nó vô và bật xuống đây. Còn các bạn muốn di chuyển cái khóa này thì chúng ta phải vậy đây. Chúng ta lấy cái nó có lỗ này, chúng ta lấy cái thanh đó, chúng ta bật cái đó lên thì chúng ta sẽ kéo cái khóa nó chạy tới chạy lui được. Thì cái khóa này nó giống với cái khóa của Casio ấy. Đây, còn đây là phần mặt sau. Mặt sau của chiếc đồng hồ này bao gồm đây là đầu tiên là cái no là cái còn gọi là cái serial number đó, tức là mã định danh của chiếc đồng hồ. Ở đây có mã là 00912. Bên dưới đây là cái mã sản phẩm 0414877744. Đó, nó trùng với cái mã sản phẩm trên cái tem dán bên ngoài. Đó, ở dưới đây là sapphire, bên kia là sapphire crystal tức là kính sapphire. Bên kia là water resist, WR là water resist 53, khả năng chống nước 53. Ở dưới góc đây là chữ tên thương hiệu Zenhand được đặt ở góc 6 giờ ở mặt sau luôn. Đây là còn đây là chữ steel là bằng thép. Đó là tất cả những cái góc nhìn về chiếc đồng hồ này. Mặt sau các bạn thấy được đánh bóng, từ mặt sau đến bên hông khung vỏ là được đánh bóng rất là nhiều. Ở đây không có cái kỹ thuật chế tác pha xước luôn. Thì chiếc đồng hồ này nó mang lại độ thời trang và cái độ chú ý cao hơn. Còn những chiếc đồng hồ mà đánh pha xước là nó mang lại độ thể thao hơn, nhìn nó chắc chắn mạnh mẽ hơn. Đây, chiếc đồng hồ này nó mang lại cái độ thời trang rất là cao. Zenhand chiếc đồng hồ có. Thường thường những trong cái chiếc đồng hồ Zenhand, trong cái video trước chúng tôi quay á, khoảng cách đây 2 tháng, chiếc đồng hồ trước đó nó thiết kế rất là tối giản luôn, rất là đơn giản. Đó, đây là một thương hiệu theo cái trường phái Bauhaus, tối giản nhất có thể. Còn về thông số là mẫu đồng hồ này có đường kính là 40mm, độ dày là 10.5, 40 là đường dạng đường kính trung bình, độ dày 10.5 cũng là độ dày trung bình luôn. Thông thường đường kính 40 nó sẽ phù hợp với những bạn nào có chu vi cổ tay là 16cm. Nếu mà các bạn trước khi mà đặt mua, các bạn đo cái chu vi cổ tay của mình. Đó. Chứ cái chu vi cổ tay của mình, nếu mà nó khoảng 16cm thì các bạn đeo cái mẫu này nó rất là ok. Đó. 17 đeo vẫn được nhưng mà nó không đẹp bằng 16. Còn 15 thì nó sẽ vẫn đeo được luôn, nhưng mà 15 cái cổ tay các bạn nó sẽ hơi nhỏ một chút so với cái đồng hồ này. Vẫn đeo được. Còn mà xuống nhỏ nữa là không thể nào được.
Cổ tay 16 là đẹp nhất, còn cổ tay 15, 17 vẫn đeo được nhưng mà nó không đẹp bằng cổ tay 16 thôi. Đó. Tốt nhất là các bạn cổ tay tầm 15.5 đến 16.5 là ok, là đặt mẫu đồng hồ này là không cần phải đắn đo luôn. Còn về đôi giày, nó là đôi giày 10.5, đôi giày trung bình thôi. Đó. Thường thường những mẫu đồng hồ giày nó sẽ phù hợp với những cái cổ tay nó mập, còn những đồng hồ ốm thì nó sẽ phù hợp với những đồng hồ mỏng á, nó sẽ phù hợp với những cổ tay dẹp dẹp, nó nhìn nó cân đối, nó hài hòa hơn. Còn về cái thông tin về sản phẩm này các bạn, hoặc là giá bán á, các bạn có thể theo dõi, tại vì giá bên Mỹ nó thay đổi liên tục thì chúng tôi phải cập nhật 3 ngày một lần, phải cập nhật bằng phần mềm á. Các bạn chỉ cần gõ cái mã sản phẩm này nè, cái mã sản phẩm trong cái tiêu đề tên của video này nè, các bạn gõ mã sản phẩm vào trong ô tìm kiếm trên website ship.vn á, ở trang chủ nó có ô tìm kiếm, các bạn gõ vào đó là nó ra được, các bạn có thể theo dõi được giá của sản phẩm này. Chúng tôi có cập nhật là khoảng 3 ngày một lần, cập nhật là tất cả những mẫu đồng hồ luôn nó đang bán tại Mỹ. Các bạn có thể bấm đặt hàng trực tiếp trên website, sau đó chúng tôi sẽ tiếp nhận đơn hàng và gọi điện để thông báo cho các bạn. Bên cạnh đó còn có thông báo qua email nữa, thông báo liên tục luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.